trong sự phát triển của nền kinh tế Đà Nẵng, ghi động dấu ấn là vùng kinh tế Tây Bắc với vị trí độc tôn, kề giang cận hải, đón nhiều sinh khí tài lộc với bãi biển Nguyễn Tất Thành trải dài, con sông Cu Đê thơ mộng. Đặc biệt là có một khu vực hồ sinh thái rộng lớn 61 hectare, lớn nhất thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, khu vực Tây Bắc còn là trục giao thông huyết mạch, nằm ngay khu vực giao cắt giữa hai con đường Nguyễn Lương Bằng và đường số 5, lối dẫn lên khu du lịch bậc nhất Đà Nẵng, Bà Nà Hills. Bên cạnh còn có rất nhiều dự án được triển khai xây dựng tại khu vực. Đặc biệt, thành phố đang tiến hành đầu tư xây dựng cho quận Liên Chiểu trở thành quận trọng điểm chiến lược cho việc đầu tư kinh tế đặc thù. Hàng loạt công trình trọng điểm được xây dựng tại khu vực này góp phần đưa quận Liên Chiểu trở thành một trung tâm mới, thu hút nhiều nguồn đầu tư cho việc mở rộng các khu vực bất động sản tiềm năng, nhằm mang lại cơ hội đầu tư vàng cho các nhà đầu tư và là nơi sinh sống đẳng cấp quốc tế. Bắt nhịp xu thế tương lai, dự án Homeland Central Park, nơi khởi đầu tương lai ra đời. Dự án Homeland Central Park tọa lạc tại vị trí quan trọng, chiến lược của khu vực, kết nối dễ dàng tới các địa điểm du lịch, dịch vụ hàng đầu khu vực miền Trung Việt Nam. 3 phút đến hệ thống giáo dục liên cấp, Đại học Sư phạm, Bách khoa. 7 phút đến trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, Bệnh viện Đa khoa. 15 phút đến sân bay quốc tế, Cầu Rồng, Sông Hàn. 30 phút đến phố cổ Hội An. Qua đó, càng cho thấy Homeland Central Park là dự án mà dân cư trong và ngoài thành phố luôn luôn mong chờ bấy lâu nay. Dự án Homeland Central Park là một dự án mà có tổng diện tích quy hoạch là 46 hectare và mang trong mình lối thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển, mang đến chủ trải nghiệm đầy hứng khởi mỗi ngày với hệ thống tiện ích đẳng cấp từ nội khu cho đến bên ngoài không gian sống. Sở hữu vị trí vàng trên trục đường số 5 hướng trực diện ra hồ điều hòa lớn nhất thành phố, kết hợp với lối phân chia các hệ thống giao lộ đầy thông thoáng và thuận lợi, khiến cho dân cư nơi đây rất an tâm trong việc di chuyển đến các nội khu tiện ích. Homeland Water Park được chủ đầu tư ưu ái tạo ra một khu công viên nước rất đẳng cấp với lối kiến tạo không gian xanh, giúp cho cư dân tại đây tận hưởng được không khí trong lành từ các khu vực công viên cây xanh, hồ nước nhân tạo bao bọc xung quanh nội khu giải trí của công viên nước của dự án. Homeland Central Park được thiết kế thành một khu trung tâm công viên có độ phủ xanh cao, cùng với đó là những tiện ích của việc vận động sức khỏe được mang lại từ các khu thể thao, khu sân bóng rổ, khu vui chơi giải trí, không chỉ dành cho cư dân hiện tại mà còn dành cho các thế hệ tương lai sau này. Homeland School là nơi có môi trường giáo dục nền tảng với những trang thiết bị dạy học tối tân, giúp cho dân cư sinh sống tại đây càng yên tâm hơn nữa về tương lai của con cái. Homeland Hospital được chú trọng xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại của một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, cả về trang thiết bị lẫn đội ngũ y bác sĩ uy tín để phục vụ tối ưu việc chăm sóc sức khỏe cho cư dân khi sinh sống tại đây. Homeland Central Park Apartment khoác lên vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ trong mình nét cổ điển, trang hòa với thiên nhiên bạt ngàn cây xanh, kết hợp với khu sân vận động bóng đá rộng lớn, hồ bơi hiện đại kết hợp cùng nhiều không gian tiện ích như phòng thể thao, các khu giải trí trên khu căn hộ cao cấp để tận hưởng những buổi sáng chiều gần gũi với thiên nhiên, tạo nên sự giao hòa giữa cư dân nơi đây với Homeland Central Park Apartment. Dự án Homeland Central Park mang đến cho cư dân nơi đây những tinh hoa của các khu biệt thự đơn lập với lối kiến trúc đầy cổ điển, bên cạnh những không gian sống rất đẳng cấp ngay tại trục đường phân khu lớn của dự án. Các khu phố shophouse liền kề được quy hoạch trên các tuyến đường xuyên suốt, tạo nên một khu kinh doanh sầm uất, mang lại cho cư dân nơi đây rất nhiều sự lựa chọn cho việc kinh doanh và mua sắm. Các yếu tố thiên thủy giao hòa tạo nên một bầu không khí trong lành, hệ sinh thái yên bình, không gian sống thông minh với các tiện ích độc đáo bậc nhất và khoảng xanh tự nhiên cùng với nhiều tiện nghi về giáo dục, bệnh viện, giải trí, kinh doanh, hệ thống đài phun nước, vườn hoa và công viên nội khu có độ phủ xanh cao, chính là nền tảng vững chãi để phục vụ tối ưu cho dân cư tương lai mà Homeland Central Park hướng đến. Homeland Central Park, nơi khởi đầu cuộc sống đẳng cấp tương lai.